Trưa hôm nay cúng cơm cho cậu Nam Vũ Linh nha các bạn. Sắp đổ cây đây, đưa đây mình tiếp cho, nhưng mà đưa đây là ngực mới. Dạ. Chị đưa con Nguyên luôn ngực. Ờ, có hai ba cái nè. Để bên phải hay vào rồi. Dạ, bên phải cái. Rồi. Thôi. Hả? Trồng cái có mình bông ha. Để anh Minh. Mình bông chị ấy chị cắm. Rồi đẹp nhá. Ok. Rồi rồi. Mình bông đấy nha. Rồi đi cho nó có nước luôn, nước vô cái là nó nở ra. Quá đẹp rồi đó anh. Quay anh Kim lên kìa. Anh. Bởi vì em thấy không có hợp lệ á. Sao anh? Mình để trong hoặc ngoài, mình để trong cái nguyên diện mà. Thôi giờ em anh để lại. Xin đưa trong, xin đưa trong. Được chưa? Đó là miếng sợi. Có một mâm cơm tre rất là ngon. Chưa? Con mấy chai nước rồi. Ủa, mấy chai nước rồi. Trưa hôm nay cũng cho cơm một mâm cơm chai rất là hình xoàn nha các bạn. Mâm cơm chai có khi biết của cô nào cho nó thôi, mình cứ ghi cảm ơn cô khán giả được rồi. Dạ. Cảm ơn cô khán giả. Cái này của một khán giả yêu mến cố nghệ sĩ Vũ Linh cho nên mua nhờ anh Di Minh mua cúng cho cậu Năm nhé các bạn. Nay cóp ngày của em rồi đó. Nam mô Di Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2023, là ngày đạo lớn của đức Quỳnh Giáo Chủ, kỷ niệm 84 năm. Anh này à, cha cho em đi, cha cho em đi, cha cha. Mẹ rồi tan cái chứ giờ tổ ra đúng trai cũng như là 20 tím trên trơn cái cây để gửi cho bà con sớm tiền của Tiên Lâm. Cơm và xin giúp mà chúng ta về đây cơm chay và sao là mà cái gì ở đây luôn dùng chung một bộ cơm chay trong cái ngày kỷ niệm lễ lớn 18 tháng 5 của Quỳnh Giáo Chủ. Hôm nay chị Minh cũng xin nguyện với mẹ Quan Âm nhân biến dạng nhân biến trạng hóa ở đây được là nhiều lên để cho tất cả thứ gì ở đây dùng cho nó đủ, ai cũng không có thiếu được ấm no trong cái ngày mà lễ 18 năm này. Nhỏ cũng không quên hồi hướng công đức cho chị Kim Hoàng Nguyễn ở Mỹ, gia đạo gia đình được ấm no hạnh phúc cái giữa ngày tiếng nhận dùm. Chỗ người ta cúng kiến đi sàn. Mới cúng rồi ta. Phần vừa gọi là anh Di Minh vừa phá cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Mong cố nghệ sĩ Vũ Linh được sớm siêu hết nha các bạn.
Vâng. Hôm nay trên bàn thờ của cụ cầu Nam Dù Linh thì có một mâm cơm chay rất là hình sòi nha các bạn. Do một người chị ở Mỹ gửi anh Duy Minh cúng cơm nha các bạn. Chị Kim Ngân Nguyễn, tên mình không nghe rõ, chị ở Texas nước Mỹ nhé các bạn. Bình bông này do chị Thanh Loan cắm á chị. Có. Vâng, chúng ta cùng tham quan phòng mộ của cậu Nam Dù Linh nhé. Tôi đứng trong với bà cũng thôi chị. Để anh Duy Minh ấy xong cái. Dạ. Lấy cái dù. Phương trên bàn thờ của cậu Nam Dù Linh thì anh Duy Minh cúng một mâm cơm chay cái ra hình sò nhé các bạn. Chụp hồi gã gái à? Gã liền. Gã liền luôn. Gã liền luôn, nó tiếng nào luôn, nào. Nè gái nè. Đó rồi đó, gái hai. Gã tuổi rồi con. Chị nè, cũng chi. Bởi vì cái hai nó nhỏ hơn đó. Dạ. Nó 16 tuổi chưa đủ dĩa thành niên nữa. Đúng rồi. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hẹn gặp lại, chào tạm biệt.